Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin toàn cảnh quốc tế tối nay có những tin chính sau đây. Israel kêu gọi liệt quân đội Iran vào danh sách tổ chức khủng bố. Nội các chiến tranh Israel họp liên tục để tìm cách đáp trả Iran. Lợi thế ngoại giao mong manh của Mỹ trong xung đột Israel-Iran. Tình thế tiến thoái lưỡng nan của Israel trước các lựa chọn đáp trả Iran. Ông Trump hầu tòa vì nhập nhằng tiền bạc. Bây giờ là tin chi tiết. Trong một bài đăng trên X, trước đây là Twitter, hôm ngày 16 tháng 4, Ngoại trưởng Israel Katz cho biết ông đã gửi thư tới 32 quốc gia và nói chuyện với hàng chục bộ trưởng ngoại giao và các nhân vật hàng đầu trên thế giới, kêu gọi áp dụng biện pháp trừng phạt đối với dự án tên lửa của Iran. Đồng thời, kêu gọi các quốc gia đồng minh công nhận lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran là tổ chức khủng bố. Ông Katz cho rằng điều này sẽ giúp kiềm chế và làm suy yếu Iran, và Tehran phải dừng lại ngay bây giờ trước khi quá muộn. Tuy nhiên, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu Joseph Borrell cho biết, động thái của khối hiện nay là không thể thực hiện về mặt pháp lý. Dù đã có một số cuộc thảo luận về việc đưa lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách tổ chức khủng bố, nhưng đây không phải là một kịch bản thực tế vào thời điểm hiện tại. Theo ông Borrell, việc đưa lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách khủng bố phải được cơ quan tư pháp ở một quốc gia thành viên xem xét và kết luận tổ chức này đã thực hiện hành động khủng bố. Nhưng ở thời điểm hiện tại, không có căn cứ nào để chứng minh lực lượng này thực hiện hành động khủng bố. Cuối tuần qua, thì Iran phóng nhiều đợt tên lửa và máy bay không người lái cảm tử vào Israel. Tehran giải thích các cuộc tấn công được thực hiện nhằm trả đũa cuộc không kích do Israel thực hiện để phá hủy lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria vào ngày 1 tháng 4. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Israel không trả đũa Iran về mặt quân sự. Trong một cuộc phỏng vấn với đài BFMTV và đài phát thanh RMC, ông Macron tiết lộ Israel nên tập trung vào việc cô lập Tehran và tiến hành trừng phạt Cộng hòa Hồi giáo. Tehran trở thành đối tượng của một loạt lệnh trừng phạt quốc tế trong nhiều thập kỷ qua. Trong đó, thì phương Tây nghi ngờ hành động lần này của Iran nhằm mục đích sản xuất vũ khí hạt nhân. Nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, chính phủ Mỹ cũng đã khuyên Israel không nên đáp trả bằng vũ lực. Trong khi đó, thì Nga bày tỏ quan ngại sâu sắc sau sự leo thang giữa Israel và Iran. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov từng tuyên bố, căng thẳng leo thang trong khu vực không phục vụ lợi ích của ai. Moscow cũng chỉ trích Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì không tố cáo cuộc không kích của Israel vào cơ sở ngoại giao của Iran ở Syria hồi đầu tháng này. Nội các chiến tranh của Israel sắp họp lần thứ 3 trong 3 ngày để quyết định cách đáp trả cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran, trong bối cảnh áp lực quốc tế gia tăng nhằm ngăn chặn leo thang xung đột ở Trung Đông. Cuối tuần qua, thì Tham mưu trưởng quân đội Israel Hezi Halevi tuyên bố việc Iran phóng hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái vào Israel sẽ bị đáp trả, nhưng ông không cho biết cụ thể. Mặc dù cuộc tấn công không gây thương vong và ít thiệt hại nhờ hệ thống phòng không và năng lực đối phó của Israel cùng các đồng minh, nhưng nó làm gia tăng lo ngại rằng cuộc xung đột ở dải Gaza sẽ mở rộng thành chiến tranh trực diện giữa những kẻ thù lâu năm. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Mỹ sẽ không tham gia nếu Israel đáp trả Iran. Ngoại trưởng Israel Katz cho biết ông đang dẫn đầu một cuộc tấn công ngoại giao bằng việc viết thư tới 32 quốc gia để kêu gọi áp dụng biện pháp trừng phạt Iran vì chương trình tên lửa và coi lực lượng vệ binh cách mạng Iran là một tổ chức khủng bố. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết, Washington sẽ sử dụng biện pháp trừng phạt và hợp tác với các đồng minh để tiếp tục ngăn chặn hoạt động gây bất ổn của Iran. Các ngoại trưởng Liên minh châu Âu lên lịch họp trực tuyến về Trung Đông trong ngày 16 tháng 4. Cùng ngày, thì Ngoại trưởng Đức cho biết, một số thành viên EU hứa sẽ xem xét lại việc gia hạn biện pháp trừng phạt. Bà cho biết sẽ đến Israel trong vài giờ tới để thảo luận về cách ngăn chặn leo thang. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết G7 đang nghiên cứu một gói biện pháp trừng phạt Iran. Ý, nước giữ chủ tịch G7 nói rằng biện pháp trừng phạt mới sẽ nhắm vào các cá nhân. Mỹ đã tập hợp thành công một liên minh bảo vệ Israel trong vụ tấn công của Iran. Nhưng chu kỳ ăn miếng trả miếng có thể tiếp tục, thách thức nỗ lực của Washington trong ngăn chặn xung đột kéo dài. Các quan chức Mỹ đã lo ngại chỉ một tên lửa hoặc máy bay không người lái bắn trúng và khiến cho nhiều người Israel thiệt mạng. Trung Đông có thể chìm trong biển lửa.
Vì vậy, các lực lượng Israel và Mỹ với sự giúp đỡ của Anh, Pháp và các đồng minh Ả Rập được tạo ra lớp phòng thủ gần như hoàn hảo, bắn chặn thành công 99% trong tổng số hơn 350 tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV do Iran phóng về phía Israel lúc rạng sáng 14 tháng 4. Họ coi đây không chỉ là một kỳ tích quân sự và ngoại giao, mà còn là một chiến thắng lớn cho nỗ lực ngăn chặn leo thang xung đột ở Trung Đông của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo báo New York Times, việc bảo vệ thành công Israel là kết quả của 10 ngày phối hợp ngoại giao và quân sự căng thẳng của chính quyền Biden, cũng như nỗ lực xây dựng các mối quan hệ an ninh khắp khu vực của chính quyền Mỹ tiền nhiệm trong nhiều năm. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ca ngợi, đây là thành công ngoạn mục, chứng tỏ một Israel mạnh hơn, một Iran yếu hơn và một liên minh đối tác thống nhất hơn. Washington hiện hy vọng những diễn biến cuối tuần qua có thể đủ giúp cả ba người chơi chính tuyên bố chiến thắng và rời đi. Iran có thể yêu cầu được minh oan vì tấn công trả đũa vụ tập kích của Israel vào Đại sứ quán nước này ở Damascus, Syria hồi đầu tháng 4, khiến một chỉ huy lực lượng quát tinh nhuệ và 6 sĩ quan khác thuộc quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Israel đã cho thế giới thấy quân đội của họ quá đáng gờm để thách thức và Iran bất lực trước họ. Và Mỹ đã giữ cho khu vực này không chìm trong bạo lực thêm một ngày nữa. Tuy nhiên, mọi chuyện có thể không diễn ra theo cách đó. Thay vì hài lòng với chiến thắng hiện tại, các quan chức chính phủ và lãnh đạo quân đội Israel hôm 15 tháng 4 tuyên bố sẽ đáp trả Iran, dù không nói rõ khi nào hay bằng cách nào. Các cố vấn của ông Biden đang theo dõi chặt tình hình để xem điều gì sắp xảy ra. Theo giới phân tích, một cuộc tấn công mạng ít gây chú ý hơn hoặc một hành động quân sự rõ ràng nhưng có giới hạn có thể thỏa mãn mong muốn của Tel Aviv trong việc thiết lập khả năng răn đe mà không kích động Tehran bắn trả lần nữa. Ngược lại, một cuộc tấn công diện rộng và trực diện hơn vào đất Iran có thể khiến Tehran phản kích, kéo theo nguy cơ xung đột bùng nổ thành một cuộc chiến kéo dài, ngày càng nguy hiểm. Một số nhà phân tích nhận định ông Biden đã tính toán sai. Họ lập luận nỗ lực tránh leo thang của ông có thể kích hoạt sự leo thang khác thay vào đó. Vì Tehran và các kẻ thù khác của Israel đã thấy cơ hội khai thác những bất đồng ngày càng công khai giữa Washington và Tel Aviv về chiến dịch chống Hamas của lực lượng phòng vệ Israel ở dải Gaza. Bản thân ông Biden cũng phát biểu rất ít về vụ Iran tấn công Israel. Phần đông các nhà quan sát nhất trí rằng đụng độ mới bùng phát giữa Israel và Iran đã chuyển hướng sự chú ý khỏi cuộc xung đột ở Gaza, đúng vào thời điểm ông Biden bắt đầu gây áp lực buộc Thủ tướng Israel phải làm nhiều hơn nữa để giảm bớt đau khổ cho dân thường Palestine trong khu vực. Theo Shabi Tarami, một học giả về Trung Đông tại Đại học Maryland, ông Netanyahu có thể muốn kéo dài căng thẳng với Tehran, vừa để đánh lạc hướng chú ý khỏi thảm họa nhân đạo ở Gaza, vừa như một cách chuyển trọng tâm sang một vấn đề mà ông ấy có nhiều khả năng nhận được sự đồng cảm của Mỹ và phương Tây hơn. Học giả này tin, thành công cuối tuần qua có thể bù đắp được thiệt hại do thất bại chiến lược của Mỹ trong việc ngăn chặn khủng hoảng đang tiếp diễn ở Gaza. Tuy nhiên, Nathan Sachs, giám đốc Trung tâm Chính sách Trung Đông thuộc Viện Brookings ở Washington cho rằng, việc ngăn chặn xung đột lớn hơn ở Trung Đông không phải là vấn đề dễ dàng, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Ông Sachs nhấn mạnh, Tổng thống Biden xứng đáng được ngợi khen về thành công bước đầu trong việc kiểm soát xung đột Israel-Iran. Song chuyên gia này thừa nhận, Trung Đông vẫn đang ở tình thế nguy hiểm bất thường và khủng hoảng có thể leo thang bất cứ lúc nào. Israel vẫn chưa thống nhất được cách phản ứng với cuộc tấn công của Iran vào cuối tuần qua. Giới quan sát cho rằng Israel phải cân bằng áp lực quốc tế để thể hiện sự kiềm chế, trong khi vẫn cần đưa ra phản ứng thích hợp trước cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng có của Iran. Thủ tướng Benjamin Netanyahu hiện phải cân nhắc lời kêu gọi của đảng cực hữu về một phản ứng mạnh mẽ trước cuộc tấn công của Iran, nhưng cũng cần xem xét nguy cơ bị cộng đồng quốc tế cô lập nếu mở rộng cuộc xung đột mà không có sự hỗ trợ của các nước. Chính phủ Israel đã trao toàn quyền cho nội các chiến tranh chọn phương án đáp trả phù hợp. Nội các chiến tranh Israel gồm Thủ tướng Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cùng Thủ lĩnh đối lập Benny Gantz. Bất chấp áp lực từ các đồng minh
lưu ý rằng không leo thang căng thẳng. Nội các chiến tranh Israel đang thảo luận về thời điểm và phạm vi phản ứng. Hai quan chức Israel am hiểu các cuộc thảo luận, nói với CNN. Theo các nhà phân tích, Israel có ít lựa chọn đáp trả cuộc tấn công của Iran và mỗi lựa chọn đều sẽ phải trả giá đắt, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang ở trong cuộc xung đột với Hamas ở dải Gaza. Một cuộc tấn công trực tiếp của Israel vào Iran sẽ tạo ra một tiền lệ khác. Mặc dù Israel được cho là đã tiến hành các cuộc tấn công bí mật ở Iran trong nhiều năm qua, thường nhằm vào các cá nhân hoặc cơ sở được coi là mối đe dọa đối với an ninh của nước này, nhưng chưa bao giờ tiến hành một cuộc tấn công quân sự trực tiếp vào lãnh thổ Iran. Chúng ta đang ở một giai đoạn mới và một giai đoạn rất nguy hiểm trong cuộc đối đầu giữa Israel và Iran. Iran đã cố gắng thay đổi luật chơi với Israel. Có thể sẽ xảy ra nhiều đợt tấn công trực tiếp hơn trong tương lai. Rad Jim, chuyên gia về Iran tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel cho biết. Theo ông, dù kịch bản Israel không đáp trả Iran rất khó xảy ra, nhưng Tel Aviv sẽ không tiến hành một cuộc tấn công quân sự toàn diện ngay lập tức nhằm vào các mục tiêu bên trong Iran, vì Tehran đã tuyên bố sẽ đáp trả bằng một phản ứng lớn hơn cuộc tấn công vào cuối tuần qua. Ưu tiên của Israel là tập trung vào việc đạt được các mục tiêu chính ở Gaza, chứ không phải mở ra các mặt trận mới, ông Jim cho hay. Alon Pinsker, cựu nhà ngoại giao Israel cho biết, khó có khả năng Israel sẽ trả đũa bằng cách tấn công trực tiếp vào Iran. Nhưng nếu điều đó xảy ra, hậu quả sẽ phụ thuộc vào các mục tiêu bị nhắm đến. Các mục tiêu có thể bao gồm tài sản quân sự hoặc chương trình hạt nhân của Iran. Mỗi mục tiêu đều đại diện cho các mức độ leo thang khác nhau. CNN dẫn lời một quan chức Israel ngày 15 tháng 4 cho biết, một trong số các lựa chọn quân sự đang được xem xét là tấn công vào một cơ sở của Iran nhằm gửi thông điệp cảnh báo tới Tehran, nhưng tránh gây ra thương vong. Quan chức này cho biết thêm, giới chức Israel nhận ra rằng việc lựa chọn đáp trả sẽ rất khó để cân bằng giữa hai bên. Tamir Heyman, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Israel, cho rằng phản ứng của Israel có thể bị hạn chế bởi trên thực tế, việc ngăn chặn đòn tập kích của Iran ngày 13 tháng 4 vào lãnh thổ Israel có sự tham gia của các đồng minh. Các cuộc tấn công đã bị ngăn chặn với sự hỗ trợ của các đồng minh, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp và Jordani. Sự hỗ trợ của các đồng minh có hiệu quả và rất quan trọng, nhưng điều này sẽ hạn chế quyền tự do hành động để đáp trả Iran của Israel, ông Heyman cho biết. Các đồng minh phương Tây của Israel đã ngăn chặn nước này đáp trả cuộc tấn công của Iran. Theo các quan chức Mỹ am hiểu vấn đề, Tổng thống Mỹ Joe Biden và các thành viên cấp cao trong nhóm an ninh quốc gia nói với những người đồng cấp Israel rằng Mỹ sẽ không tham gia vào bất kỳ hành động tấn công nào chống lại Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ đã tìm cách coi việc Israel đánh chặn thành công cuộc tấn công của Iran là một chiến thắng lớn, với gợi ý rằng phản ứng tiếp theo của Israel là không cần thiết. Theo CNN, Israel cũng có thể sẽ tính đến những cân nhắc chính trị trong nước. Thủ tướng Benjamin Netanyahu, lãnh đạo liên minh cánh hữu nhất trong lịch sử đất nước, và việc giữ cho chính phủ đó không sụp đổ sẽ cần đến sự ôn hòa của những người theo đường lối cứng rắn. Thủ tướng Netanyahu đã vấp phải nhiều chỉ trích trong nước vì không thể ngăn chặn cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 và việc nhà lãnh đạo Israel không thể đảm bảo việc thả hơn 100 con tin vẫn còn ở Gaza. Theo ông Pinsker, bất kỳ quyết định trả đũa nào của Israel sẽ bị ảnh hưởng bởi chính phủ cực hữu của Thủ tướng Netanyahu. Ông nói thêm rằng dư luận ở Israel không muốn mở thêm một mặt trận nào khác trong bối cảnh quân đội nước này vẫn đang chiến đấu ở Gaza. Mọi người vẫn sốc về những gì xảy ra trong cuộc tấn công của Hamas vào tháng 10. Vì vậy, tôi nghĩ công chúng không mong muốn leo thang căng thẳng và mở ra một cuộc xung đột trực tiếp với Iran, ông Pinsker nói. Trước cuộc tấn công của Iran vào tuần trước, Israel ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế do chiến dịch quân sự ở dải Gaza, nơi hơn 33.000 người Palestine đã thiệt mạng. Tuy nhiên, sau đòn tập kích của Iran, các đồng minh đang tập trung vào Israel và quyền tự vệ của họ. Một số chính trị gia Israel đã kêu gọi nhà nước tận dụng sự ủng hộ đó để thực hiện tấn công đáp trả Iran. Một số người khác
kêu gọi Israel tận dụng sự ủng hộ của đồng minh để tấn công Tehran hoặc tấn công thành phố Rafah ở Gaza, nơi hơn 1 triệu người Palestine đang trú ẩn, và nơi Israel cho là thành trì cuối cùng của Hamas. Kế hoạch tấn công Rafah của Israel đã bị trì hoãn do vấp phải sự phản đối trên toàn cầu. Chính phủ Israel nhận thức được sự hỗ trợ và thiện chí quốc tế từ các đồng minh và không muốn lãng phí điều đó. Đồng thời, Israel thừa nhận rằng họ không cho phép Iran tiến hành cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên vào lãnh thổ Israel mà không bị đáp trả. Hai quan chức Israel nói với CNN rằng Benny Gantz, thành viên chủ chốt của nội các chiến tranh, đã thúc đẩy phản ứng nhanh chóng hơn trước cuộc tấn công của Iran. Các nguồn tin cho biết, ông Gantz tin rằng Israel càng trì hoãn phản ứng trước cuộc tấn công của Iran thì càng khó thu hút được sự ủng hộ của quốc tế dành cho nước này. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến không đồng tình, cho rằng hành động trả đũa từ Israel khiến căng thẳng leo thang, sẽ chỉ khiến nước này bị cô lập hơn nữa, đặc biệt là với các quốc gia Ả Rập vùng vịnh mà Israel đang tìm cách bình thường hóa quan hệ. Các quốc gia Ả Rập, bao gồm cả những quốc gia thân thiện với Israel, đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ leo thang cuộc tấn công của Iran, nhưng chưa lên án mạnh mẽ hành động này. Israel cho biết hầu hết máy bay không người lái được bắn từ Iran đều bị đánh chặn bên ngoài không phận của nước này. Jordani đã bắn hạ một số UAV và tên lửa của Iran nhằm đến Israel. Jordani giải thích rằng điều này được thực hiện để bảo vệ công dân của mình và đáp trả lại những hành vi vi phạm không phận của họ. Tuy nhiên, bất chấp vai trò của mình trong việc bảo vệ Israel, Jordani vẫn không thể né tránh việc trừng phạt chính phủ Israel. Trong cuộc phỏng vấn với CNN, Ngoại trưởng Jordani Ayman Safadi dường như ủng hộ quan điểm của Iran, cho rằng cuộc tấn công của Tehran là để trả đũa việc Israel tấn công cơ sở ngoại giao của Iran ở thủ đô Damascus của Syria. Tôi nghĩ rằng áp lực đang đè lên Israel là không leo thang và hướng tới mục tiêu mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ, đó là giảm leo thang xung đột, ông Safadi nói, đồng thời cảnh báo rằng Thủ tướng Netanyahu đang tìm cách leo thang căng thẳng với Iran để chuyển trọng tâm ra khỏi cuộc xung đột của Israel ở Gaza. Israel cũng đang thực hiện sứ mệnh hàn gắn quan hệ với các quốc gia Ả Rập. Một số quốc gia nằm đối diện Vịnh Ba Tư với Iran là nơi đặt căn cứ quân sự của Mỹ. Nhưng quốc gia này đã thực hiện một hành động cân bằng giữa mối quan hệ với Iran và với Israel, đồng thời cảnh giác với tác động của một cuộc xung đột toàn diện Iran-Israel đối với sự ổn định và xuất khẩu dầu của chính họ. Một cuộc xung đột leo thang có thể làm tăng giá dầu và chặn eo biển Hormuz là điều mà các quốc gia vùng vịnh không mong muốn nhất lúc này, ông Pinsker nói, cho biết thêm rằng mối quan hệ với các quốc gia này có thể bị ảnh hưởng nếu Israel bị coi là nguyên nhân dẫn tới sự leo thang này. Trong khi cựu Tổng thống Trump đang bị xét xử hình sự vì những nhập nhằng tài chính, ông Biden đã lập tức công khai mức thu nhập trước công chúng, thể hiện sự đối lập với người tiền nhiệm. Nước cờ khôn ngoan của Tổng thống Mỹ đang đem lại những lợi thế cho ông trên đường đua vào Nhà Trắng. Theo bản công khai tài chính trong ngày thuế 15 tháng 4, Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill lần lượt kiếm được 4/5 thu nhập từ công việc chính với tư cách là người đứng đầu Nhà Trắng và giảng viên tại trường cao đẳng cộng đồng Bắc Virginia. Ông Biden có mức lương là 400.000 đô la Mỹ, trong khi đệ nhất phu nhân Jill kiếm được khoảng 86.000 đô la Mỹ từ việc dạy Anh văn. Ngoài ra, hai vợ chồng tổng thống cũng có nguồn thu khác từ tiền lãi đầu tư, lương hưu và tiền bản quyền sách. Tổng thu nhập của vợ chồng tổng thống Mỹ là khoảng 620.000 đô la Mỹ và hai người đóng thuế liên bang với mức 23,7% thu nhập, không chênh lệch đáng kể so với năm 2022. Gia đình Tổng thống Biden cũng quyên góp 20.477 đô la Mỹ cho tổ chức từ thiện, bao gồm các nhà thờ hay tổ chức y tế cộng đồng, tương ứng với khoảng 3,3% thu nhập. Tổng thống Biden tin rằng tất cả những người làm việc trong phòng bầu dục phải cởi mở và trung thực với người dân Mỹ. Đồng thời, truyền thống lâu đời về việc công bố tờ khai thuế hàng năm của Tổng thống
sẽ được duy trì mà không bị phá vỡ, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố. Hôm 16 tháng 4, Tổng thống Biden cũng có bài phát biểu về chính sách thuế tại Scranton, Pennsylvania. Trong bài phát biểu, ông Biden chia sẻ lý do tại sao người giàu nên đóng thuế nhiều hơn để giảm thâm hụt liên bang và hỗ trợ cho các chương trình dành cho người nghèo và tầng lớp trung lưu. Việc Tổng thống kêu gọi người giàu trả thuế suất cao hơn sẽ lấy được sự ủng hộ từ nhóm cử tri truyền thống của Đảng Dân Chủ, bao gồm cử tri da màu, cử tri trẻ tuổi và các cử tri có trình độ đại học. Ông Biden cũng đề cập đến mức thuế thu nhập tối thiểu của tỷ phú trong bài phát biểu tranh cử. Theo đó, thì Nhà Trắng có thể áp mức thuế tối thiểu 25% đối với các hộ gia đình có tài sản ròng đạt mốc 100 triệu đô la Mỹ, giáng đòn trực tiếp vào các tỷ phú như ông Trump, người luôn từ chối công khai thuế thu nhập cá nhân. Tổng thống Biden tự hào tuyên bố trước truyền thông rằng ông hầu như không có tiền trong phần lớn sự nghiệp phục vụ nhân dân kéo dài hàng thập kỷ của mình. Trong 36 năm, tôi bị liệt vào danh sách người nghèo nhất quốc hội, Tổng thống Biden tuyên bố trước các nhà tài trợ ở California vào hồi tháng 2. Không giống đối thủ Biden, ông Trump sinh ra trong một gia đình giàu có và luôn tận dụng lợi thế tài chính của mình trong các cuộc đua vào Nhà Trắng. 4 năm trước, ông Trump từng tuyên bố khi tranh cử, "Tôi thực sự giàu có." Cựu Tổng thống lập luận rằng, cử tri không cần xem dữ liệu thuế của ông trong thời kỳ tại vị, vì những bản kiểm kê tài chính trước khi phục vụ tại Nhà Trắng đã đủ để chứng minh sức mạnh tài chính của ông. Trái ngược với Tổng thống Biden, ông Trump khẳng định rằng việc giữ thuế ở mức thấp đối với người giàu sẽ thúc đẩy họ đầu tư nhiều hơn cho cộng đồng, trong khi việc tăng thuế sẽ đè bẹp nền kinh tế vốn đang phục hồi sau lạm phát kỷ lục hồi năm 2022. Bà Caroline Leavitt, thư ký báo chí trong chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết, ông Biden muốn moi tiền của người dân bằng cách đề xuất mức tăng thuế cao nhất trong lịch sử, mà không để ý rằng họ đã chịu thiệt hại nặng nề vì cuộc khủng hoảng lạm phát trước đó của ông ấy. Tuy nhiên, chính sách thuế của ông Trump đang ảnh hưởng xấu đến nước Mỹ, thay vì phục hồi nền kinh tế như ông kỳ vọng. Theo Ủy ban Ngân sách Liên bang, việc kéo dài các khoản giảm thuế theo đạo luật được cựu Tổng thống Trump thông qua năm 2017 có thể làm tăng thêm 3,8 nghìn tỷ đô la Mỹ vào khoản nợ quốc gia vào năm 2033. Hiện tại, ông Trump đang phải hầu tòa vì cáo buộc gian lận kinh doanh hồi năm 2016. Sự thiếu minh bạch trong việc công khai tài chính không chỉ khiến cử tri quay lưng lại với cựu tổng thống, mà còn khiến ông gặp nhiều bất lợi trong quá trình xét xử. Năm 2018, ông Trump kiếm được hơn 24 triệu đô la Mỹ và chỉ đóng thuế khoảng 4%. Quốc hội cũng phát hiện Sở Thuế đã trì hoãn các cuộc kiểm toán bắt buộc về mặt pháp lý đối với ông Trump trong nhiệm kỳ tổng thống, đồng thời đưa ra kết luận rằng quá trình kiểm toán tốt nhất không nên diễn ra. Trong quá trình xét xử vụ án hình sự mới đây, sau khi xem xét hồ sơ tài chính của tập đoàn Trump Organization, thẩm phán Arthur Engoron cũng tuyên bố tìm thấy những vụ gian lận tài chính với quy mô gây sốc. Phiên xét xử hôm 15 tháng 4 có thể là vũng lầy đối với ông Trump, nhưng lại là bệ phóng trên đường đua Nhà Trắng đối với Tổng thống Mỹ đương nhiệm. Càng đến gần ngày diễn ra phiên xét xử hình sự của ông Trump, các kết quả khảo sát càng cho thấy tỷ lệ ủng hộ của ông Biden đang tăng vọt. Kết quả khảo sát do tờ Financial Times do trường kinh doanh Ross thuộc Đại học Michigan công bố hôm 15 tháng 4 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Joe Biden tăng 4 điểm phần trăm so với các cuộc khảo sát tương tự tháng trước. Theo đó, thì 43% cử tri ủng hộ hiệu suất làm việc của ông trong vai trò Tổng thống, mức cao nhất kể từ cuộc thăm dò từ cuối tháng 11 năm ngoái.
khả năng ông Biden trở lại Nhà Trắng đang tăng lên. Theo khảo sát công bố cuối tháng trước của Reuters và Ipsos, trong số gần 1.000 cử tri đăng ký, khoảng 41% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden nếu bầu cử diễn ra ngay hôm nay. Tỷ lệ này là 37% đối với ông Trump. Các rắc rối pháp lý của cựu Tổng thống đã khiến ông đánh mất lòng tin từ những người ủng hộ. Bà Kara Castronova, ứng viên thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa tại New York thừa nhận không có nhiều người ủng hộ đến phiên tòa hình sự của ông Trump. Có lẽ mọi người đã mệt mỏi với những phiên tòa của ông Trump. Họ cảm thấy đây là những hành động vô nghĩa, bà Castronova nói. Hiện tại thì ông Trump sẽ phải trình tòa 4 ngày một tuần để phục vụ cho việc xét xử vụ án trả tiền bịt miệng trước cuộc bầu cử năm 2016. Việc cựu tổng thống mắc kẹt trong phiên tòa hình sự đã để ngỏ cuộc đua vào Nhà Trắng cho đối thủ Joe Biden trong vòng 6 tháng tới. Ông chủ Nhà Trắng, người đang dẫn trước cả về tiềm lực tài chính lẫn ảnh hưởng chính trị, sẽ đẩy mạnh tần suất tiếp xúc cử tri thông qua các sự kiện tranh cử liên bang. Trong bối cảnh, việc tấn công vào các điểm yếu của đối thủ Trump đã có thêm sự giúp sức từ phía luật pháp. Các bạn vừa xem bản tin toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.